Chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu căn bản của đời sống. Mỹ Nhung, Nhật Tú xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay Nhật Tú, Thượng Tọa Viên Lý và anh Nhật Tường sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý khán thính giả những giáo pháp cơ bản của Đạo Phật nhằm giúp cho quý vị có cái nhìn cơ bản và cụ thể hơn về Phật giáo. Và để mở đầu chương trình, con xin có một câu hỏi hỏi thầy có liên quan đến Bát Chánh Đạo hay tiếng Anh còn gọi là The Eight Noble Four Paths đó thầy. Như là những cái kỳ trước đó, thầy có nói đến những cái chánh chánh đạo mà chúng ta cần phải thực hiện, như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn. Và thì sau chánh tinh tấn thì chúng ta có chánh niệm. Hôm nay xin thầy hãy hoan hỷ chia sẻ thêm về chánh niệm. Cảm ơn cô Nhật Tú về cái câu hỏi vừa rồi rất là nhiều. Thưa quý vị, chánh niệm nói một cách đơn giản đó, làm nhớ nghĩ về những cái điều mà chúng ta gọi là chân thiện mỹ. Nói một cách cụ thể đó, chánh niệm chính là sự thể hiện cái sự tỉnh giác một cách trọn vẹn trong đời sống, bởi vì chính chánh niệm nó làm triển nở cái sự sống. Cho nên chúng ta sống trong chánh niệm thì nó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách thực sự như chính bản thân của sự sống. Tức là nhờ chánh niệm mà sự sống có mặt một cách thường trực. Tuy nhiên, nói một cách rộng rãi thì như trong kinh Trung Bộ hoặc giả là Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chánh niệm chính là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và niệm Thiết. Thì đây là một cái nhân tố rất là quan trọng của Bát Chánh Đạo. Nếu mà thiếu nó thì có thể là những cái sự có mặt của những cái chi phần khác trong Bát Chánh Đạo sẽ không được trọn vẹn. Thì chúng tôi chỉ giải thích một cách rất là đơn giản như vậy về cái từ mà cô Nhật Tú vừa hỏi, đó là chánh niệm. Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin phép để con nhắc thêm nữa là những cái chi phần mà trong Bát Chánh Đạo mà mình đã từng nghe mà từng mà Thượng Tọa đã từng mà giảng về thì gồm có chánh kiến, thì lỡ mà có những mà em nhỏ hoặc là những bạn trẻ tiếng Việt không hiểu thì tiếng Anh gọi là right view, chánh tư duy đó thì gọi là right thought, chánh ngữ thì gọi là right speech, chánh nghiệp là right action, chánh mạng là right livelihood và chánh tinh tấn là right effort. Và hôm nay thầy đang giảng về chánh niệm đó, thì cái đó là right mindfulness. Thì nếu mà các bạn tiếng Việt không được mà có thể nói là mình có một chút ít nào trở ngại mà mình muốn rất là mạch lạc về tiếng Anh, thì đó là những danh từ mà tìm hiểu về Bát Chánh Đạo. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa tiếp tục. Cảm ơn anh Nhật Tường. Chánh niệm tức là mình ý thức một cách trọn vẹn về những suy nghĩ, về những lời nói, về những việc làm của chúng ta. Nói một cách chuyên nghiệp đó, chánh niệm tức là mình tri nhận về những cái thân hành, những cái tâm hành, những cái thọ hành và những cái pháp hành. Đó là những cái điều mà chúng ta phải có thời giờ để mà chiêm nghiệm, bởi vì qua những cái từ ngữ như thế này rất khó để chúng ta có thể có một cái đời sống hoàn toàn chánh niệm. Chính đó là cái lý do tại sao mà Đức Phật dạy là chúng ta cần phải thực tập để mình nuôi dưỡng cái sự có mặt của chánh niệm trong đời sống của chúng ta một cách thường trực. Như thầy đã nói là chúng ta cần phải thực tập chánh niệm trong đời sống thường trực của chúng ta theo Đức Phật đã dạy.
Vậy thì người có chánh niệm, một người Phật tử có chánh niệm thì là một người phải làm những điều gì, hay là một người đó như thế nào mới được gọi là người có chánh niệm vậy bạch thầy? Dạ, cảm ơn cô Nhật Tu. Thưa quý vị, người có chánh niệm là người nhận biết một cách chân xác về những cái vận hành của chính cái xác thân ngũ uẩn này một cách riêng biệt. Nhưng mà nói rộng ra là mình có thể tri nhận một cách chân xác về những cái vận hành của tất cả các pháp. Mà tất cả các pháp ở đây nó bao gồm mọi cái hiện tượng. Nếu mà người sống thiếu cái sự tỉnh giác thì người đó không thể gọi là một người có chánh niệm. Nói một cách dễ hiểu đó, cái người có chánh niệm là cái người mà ý thức rất rõ về những cái điều mà mình đang làm, đang nói và đang suy nghĩ. Người như vậy gọi là người có chánh niệm. Cái bậc thượng tọa trong lúc thượng tọa giảng, thượng tọa có dùng cái từ là chi nhận về chân giác, xin thượng tọa có thể khai thác thêm, nói rõ thêm. Tri nhận ở đây ví dụ như khi mà chúng ta thở vào, thở ra dài ngắn, thì chúng ta ý thức được cái sự dài ngắn, tức là chúng ta biết rất là rõ. Khi mà chúng ta bước, chúng ta biết chúng ta đang bước. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta biết chúng ta đang ngồi. Chúng ta ăn, chúng ta biết là chúng ta đang ăn. Có những lúc mà chúng ta đang ăn nhưng mà cái ý thức của chúng ta nó vắng mặt, nó đi du lịch ở một cái địa phương rất xa nào đó, cho nên nhiều khi mình không ý thức rõ là mình đang ăn. Đó là cái điều rất là thiếu sót ở trong đời sống. Do vậy mà chúng ta còn phải thực tập về chánh niệm. Tức là có thể mình gần gũi hơn tụi con hơn, tức là mình làm chủ ý thức của mình trong mọi giây phút. Dạ, đúng. Bạch thầy. Dạ, mời cô Nhật Tú ạ. Dạ, vậy thì sau khi con nghe thầy giảng về chánh niệm và người như thế nào mới được gọi là chánh niệm, thì theo như con nghĩ là cái người mà có cái chánh niệm thì là cái người đó kiểm soát hết tất cả những hành động của mình làm, cũng như là hơi thở, cách dáng đi, cái tướng đi đứng, hay còn gọi là hơi thở của tri thức. Thì tức có nghĩa là mình biết mình thích thở ra và mình thích thở vào như thế nào, mình để ý đến cái hơi thở của mình. Vậy thì con muốn hỏi thêm về cái phần nếu như mình thực hiện những cái điều đó, nếu như mình kiểm soát hết tất cả những hành động của mình, hay là mình có tri thức về tất cả những hành động của mình trong cuộc sống hàng ngày, thì điều đó mang lại lợi ích gì vậy bạch thầy? Thưa cô Nhật Tú và thưa quý vị, cái lợi ích của chánh niệm có thể nói rằng vô cùng lớn lao. Nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta thật sự giá trị, và nó sẽ mang lại một cái hạnh phúc đích thực cho bản thân chúng ta, cho gia đình của chúng ta và cho xã hội mà chúng ta đang có mặt. Bởi vì Đức Phật dạy đó, thì thưa quý vị, hạnh phúc đích thực nó không phải xuất phát từ danh vọng, tiền bạc, tình ái, mà chính là từ ở trong cái năng lực thanh tịnh trong tâm thức của chúng ta. Mà cái năng lực thanh tịnh đó sở dĩ nó có là do cái sự có mặt của chánh niệm cũng như những cái chi phần khác của bát chánh đạo. Cho nên cái lợi ích của chánh niệm là một cái gì mà chúng ta không thể diễn tả một cách trọn vẹn, nói một cách cụ thể đó, vắn tắt. Chánh niệm nó sẽ mang lại cho xã hội này những cái phúc lợi rất rất là lớn lao. Cái bậc thầy, thường thường mà nói niệm thì theo cái ngôn ngữ thông thường thì người ta nói niệm tức là niệm Phật, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà trong cái pháp ngữ này, khi thầy nói hồi nãy ban đầu thầy có giảng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng dựa theo trong kinh, thầy có thể khai thác thêm về cái đó là ví dụ như chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến những cái công hạnh giáo hóa độ sinh sâu dày của Đức Phật. Đó là những cái phẩm tính hoàn hảo của một bậc đại giác. Và khi nhớ nghĩ đến thì tất nhiên là một người Phật tử đúng nghĩa, chúng ta cần làm thế nào để những cái phẩm tính của Đức Phật nó thể hiện ở trong đời sống của chính mình. Mình nhớ nghĩ đến những cái giáo pháp, tức là những cái phương pháp
vi diệu mà Đức Phật đã dạy. Nhớ nghĩ đến những cái bậc chân tu có một đời sống hoàn toàn thanh tịnh. Mình nhớ nghĩ đến những cái giáo phẩm mà mình đã phát tâm tiếp nhận. Mình nhớ nghĩ đến những cái pháp hành bố thí mà trong đó có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Rồi mình nhớ nghĩ đến những cái phước báo sâu dày của chư thiên. Đó là 6 cái lãnh vực mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng như Trung Bộ Kinh và rất nhiều kinh điển khác đã đề cập đến. Thì nói chung á, cái sự nhớ nghĩ của mình là một cái sự nhớ nghĩ đến những cái gì mà nó mang lại cái lợi ích thật sự cho tha nhân, chứ không phải là những cái nhớ nghĩ nó mang cái tính ích kỷ, những cái tham vọng thấp hèn, hoặc giả là những cái dục vọng hết sức là xấu xa. Thì ở đây đó là chúng ta chỉ nói về cái việc nhớ nghĩ, nhưng mà về chánh niệm thì chúng ta phải ý thức một cách rất là rõ ràng về những cái sự vận hành của mình cũng như của vạn vật. Tại vì mà con hỏi như vậy là bây giờ thầy nói rõ thì con mới biết, chứ nhiều người giới trẻ như tụi con tưởng chánh niệm nhiều khi không có hiểu rõ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là như thế nào. Kính bạch thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng tôi sẽ quay lại ngay sau khi phần thông tin thương mại.